Realish TV, and today we have a special, special guest. Her name is Hook Ling, and she is a rising teen idol, only 20 years of age, a singer, a model, and TV personality. Vâng, ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến các bạn ở bên Úc cũng như toàn thế giới. Đây là khuôn mặt mới của Trung Tâm Thúy Nga. Cô mới có 20 tuổi thôi mà cũng là ca sĩ, cũng là lên đài truyền hình, TV personality, còn model nữa. Mời quý vị chào đón Tộc Tiền. Xin chào anh, chào chị và chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vietlist TV cũng như là tất cả các bạn khán giả trẻ ở bên Úc. Xin hỏi Tóc Tiên câu đầu tiên là thách đố nào mà Tóc Tiên đã phải trải qua khi phải lớn lên vào một nước mà không phải là nước mà mình được sinh để? Cũng như tất cả các bạn trẻ mà có cơ hội đi qua một đất nước khác để mà có thể là vì một lý do như là định cư hay là học tập, thì cái khó khăn đầu tiên cũng là cái việc mà phải tập thích nghi và làm quen một môi trường sống mới, và ngôn ngữ cũng là một vấn đề. Thực ra là Tiên cảm thấy cái bỡ ngỡ đầu tiên đó là khi mà qua đây thì mình phải tự làm, mình phải tự lập hết tất cả. Có bao giờ Tóc Tiên ở Việt Nam tự đi đổ xăng hay gì đâu mà qua đây phải tự đi đổ xăng đó. Được biết là Tóc Tiên là qua đây là để học học ngành y khoa là phải? Dạ, hiện giờ thì em đang theo học major là biology, và nếu mà sau khi mà mình có được cái bằng BS rồi mà mình học tốt thì mình sẽ thi tiếp lên. Như hồi nhỏ thì Tóc Tiên thích được làm cô giáo, tại vì rất là thích cô giáo của mình. Sau này lớn lên rồi muốn làm, vừa là muốn làm phi hành gia vũ trụ, rồi vừa muốn làm được nhiều thứ lắm, nhưng mà cuối cùng rốt cuộc thì dừng lại với ước mơ là trở thành một bác sĩ. Ước mơ thôi, nhưng mà còn cái quá trình thực hiện nó khá là dài, thì mình cũng không dám nói trước điều gì đó, thì mình cũng chỉ đang là gọi là trên cái con đường để hoàn thiện cái ước mơ của mình. Mà Tóc Tiên mà có một ngày nào đó mà bị crush, một bên là trường học assignment là mai chưa rồi, một bên là có bầu show hoặc réo gọi điện thoại, thì Tóc Tiên sẽ quyết định như thế nào? Tình trạng này thấy ra rất là thường xuyên và hiện giờ thì đang xảy ra. Là ngày mai thì em có một cái show diễn ở San Manuel, nhưng mà lại có hai bài test cho ngày hôm sau nữa. Cho nên là nhưng mà cái đó thì mình cái quan trọng là mình phải sắp xếp thôi. Dĩ nhiên là sẽ cực hơn, ví dụ như là diễn xong thì phải thức khuya hơn chút xíu để mà làm bài. Dĩ nhiên là trước đó mình cũng phải có review lại bài của mình rồi. Thì em cũng không biết phải chia sẻ như thế nào, nhưng mà mình phải cố gắng thật nhiều để mà có thể cân bằng giữa hai bên lại. Ok, một câu hỏi nữa về cá nhân, về Tóc Tiên, chẳng hạn như là three most influential people in your life, tức là ba nhân vật mà ba thì ít quá, tại vì em nghĩ rằng là mỗi người mà mình tiếp xúc hoặc là mỗi người đi qua cuộc đời của mình đều có những cái ảnh hưởng nào đó nhất định lên mình, từ thầy giáo, từ bạn bè, cha mẹ là chuyện đương nhiên, rồi những người xung quanh mình nữa, và những người lớn, hoặc thậm chí mình cũng có thể học được cái điều gì đó từ những người nhỏ tuổi hơn mình. Đó là em nghĩ là có rất là nhiều người ảnh hưởng đến em. What does being Vietnamese mean to you? Có nghĩa là là người Việt Nam thì có ý nghĩ gì đối với Tóc Tiên? Em nghĩ là đơn giản là chỉ là người Việt Nam thôi. Em nghĩ là bất kỳ người Việt Nam nào trên thế giới cũng đều rất là tự hào về cái nguồn gốc của mình hết. Và dù là có thể là đất nước mình vẫn còn nhiều cái cần nhiều hơn là những cái sự thay đổi cũng như là sự phát triển để mà so sánh kịp với các đất nước khác. Nhưng mà em nghĩ rằng là đất nước Việt Nam mình có một cái nền văn hóa có thể nói là rất là đáng tự hào, với những cái truyền thống, những tập tục, và đặc biệt là đó là một cái đặc điểm nổi bật trong cái lối sống của người Việt Nam mình, đó là gia đình luôn là một cái giữ một vai trò rất là quan trọng. Giữ thịt bò tiếp theo. Thịt bò. Cải lương hay pop music? Pop music. Màu vàng hay màu đỏ? Màu đỏ. Màu đỏ. Sách hay là phim? Dạ, cả hai luôn. Phở hay là hủ tiếu? Phở. Máy quay phim hay là sách? Sách. Chó hay là mèo? Mèo. Giày cao gót hay là giày lệch quyền? Giày cao gót. Xích lô hay là taxi? Xích lô. Đô la hay là đồng? Cả hai. Ladies and gentlemen, that is Tóc Tiên. And you can check out on our website at vietlishentertainment.com. And as a sign of appreciation, we'd like to give Tóc Tiên an icon, an Aussie icon, koala bear. Thank you.
chưa? Cảm ơn chương trình Vietlist TV đã cho Tóc Tiên cơ hội được gần gũi hơn với các khán giả ở nước Úc. Và Tóc Tiên rất là hy vọng một ngày không xa, có thể là cuối năm nay hoặc là năm sau, Tóc Tiên sẽ được qua Úc và biểu diễn phục vụ cho tất cả các bạn khán giả. Và bóng chấm chính thì cũng con qua là wow. Or you can also check out on Tóc Tiên's MySpace at myspace.com/Tóc Tiên Music, isn't it? Let's do it again. Okay. One more time. Ladies and gentlemen, that is Tóc Tiên. And, oh shit. Oh, last one. This is the first time you leave. Mời mọi người nói. Hai người đẹp thì không nói. Wow, bữa nay mình được. Hát lên đài radio chắc mình. Okay. 3.